So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm thêm một cái thử thách của anh em đặt ra. Đó chính là làm quả tâm siêu to khổng lồ. Hôm trước thì làm cái clip mà không tâm đấy, thì của anh em cũng bảo là thôi thì không tâm, bây giờ làm quả tâm to đùng đi. Ok, ngày hôm nay thì mình đã sử dụng cái tâm tròn và tăng mắc hết cỡ. Đấy, thì nó ra được như này nha bạn, mẹ như cái mâm luôn ạ. Anh em nhìn có thấy hoa mắt không? Clip hôm nay sẽ là tra tấn mắt nhanh em ơi. Nói chung là có tâm thì vẫn bắn được, nhưng mà cái tâm này nhìn đau mắt quá, không biết anh em có đau mắt không, mình nhìn đau mắt quá. Nó vẫn cố gắng để phục vụ anh em. Rồi. Nay cầm AK-chan rồi chứ cầm AK gỗ để vỡ mồm mình các bạn. Rồi. Ôi giời ơi, thằng kia đã đẩy luôn kìa. Căng thẳng vậy anh trai. Rồi, ôi mấy thằng này đi bê hết rồi hả? Rồi, thằng kia đẩy ở nhà nó chết rồi anh em ạ. Rồi mít này, có mít này. Rồi chơi vẹo đi. Chơi vẹo đi, một thằng có thằng nước. Ồ, thằng này sniper à? 200 mở mở 200 với chúng tôi à, mới chết ngay rồi. Có thằng móc này, mày mày móc tao, mày lại móc với tao thì mày lại sai rồi, mày móc với tao thì mày lại sai rồi. Bom rơi đấy anh ơi, bom rơi cũng biết này. Ủa, bắn nhau bên B này, bắn nhau bên B này. Ok, em hỗ trợ của bom này, nó bên B nha, nó bên B nha. Rồi thằng kia liếm rồi đấy, ra thằng kia cũng chảy cối phết chứ. À, thế bom rơi mid mà vẫn chảy cối ép vào B để bắn nhau với thằng kia. Cũng ra gì ấy chưa đúng không? Rồi anh hiệp đầu tiên làm 3 ngày. Ôi giời ơi. Cái gì chứ không tâm bắn khó chứ. Anh em bảo không tâm chắc là dán cái gì lên mà. Anh em nghĩ tôi thế nào, tôi chơi xanh chín đấy nha. Chơi xanh chín đấy, không bao giờ dán dán được chơi ba trò bẩn thỉu đâu nha. Ôi giời, cái gì bạn? Bạn lại bò hả? Ngửa bướm ngay. Sao sao mày, hay là thằng yếu lắm luôn này, thằng này yếu lắm luôn rồi này, thế mà đéo bay. Ôi nó ném chết thằng nào kia, kiểu gì nó chạy ra cầu mà. Rồi đây đây, biết ngay mà. Ui dồi ôi, chạy đi đâu cho hết nắng bạn, chạy đâu cho hết nắng. Rồi mít có này, mít đâu rồi bạn ơi, hay quá nhờ. Thằng kia cầm lục của đôi đó lên nó thịt luôn à, ấy ra. Thế là thằng này lúc này nó đứng trên cao biết là bắn chết thằng dưới biết mình à? Ờ được. Nói chung là chơi game thì không biết là mình cầm súng gì ngon hay dở, nhưng mà mình phải gọi là đọc được bản đồ đã. Đọc được bản đồ, nhìn mini map thì nó sẽ là ok hơn. Đọc bản đồ, đoán vị trí của địch. Đấy. Rồi. Ví dụ đồng đội mình chết ở hành lang thì... Ôi trời ơi! Mẹ nó vác QCV05 VIP cho nó bắn rồi. Vỡ đầu luôn anh em ạ, vãi cứt thật. Rồi, thằng kia nó móc mít kìa. Rồi, thằng nó rất tốt. Rồi, đang nói dở là ví dụ mà mình thấy đồng đội mình ở hẻm 3 mà chết ấy, thì nó sẽ có hai phương án. Một là như cái thằng lúc nãy ấy, nó sẽ chạy thẳng hẻm A nó lên nó bắn luôn. Hai là nó sẽ nhảy nhà hoa nó bắn. Thì chỉ có hai cái phương án đấy thôi. Còn cái phương án là móc A thì hơi khó. Rồi, chết luôn. Ôi giời ơi, nhìn cái quả lục của đôi. Mẹ nhìn quả tâm nó nhìn. Ôi giời ơi luôn anh em ạ, xanh lét lẹt. Tâm to đùng. Vãi đái luôn anh em ạ, vãi đái luôn. Rồi. Cứ rộ mà bốn tràn. Vãi cút. Cái này vẫn là bình thường, của mình còn cho thêm mấy cái vòng nữa cơ anh em ạ. Mẹ, nói chung là tăng mắc là cái gì là mình tăng mắc hết, không để dư một cái gì luôn. Rồi 2v2. Ông thần này liệu có làm ăn gì không? Hay, quăng bom lại. Nó snip rồi đi luôn. Nó snip mà chơi thế là dở rồi. À, anh ơi. À đi, à đi, à đi. Rồi, xem ông thần này múa may quay cuồng không biết làm ăn gì không. Cố lên thanh niên. Mình 5-1 rồi anh em ơi. Bên thằng kia nó ủi nhanh quá, nó ủi kinh quá, nó ủi vào đầu luôn thì quá đen luôn anh em ạ, quá đen luôn. Biết sao giờ. Quả đã không ủi vào đầu, may ra mình còn ăn nó chứ nó ủi vào đầu thì chịu rồi. Ủa đầu thì thua. Chưa kể đến là nó bắn SMG bắn nhanh cả. Rồi kìa. Thôi xong rồi đấy. Thôi xong rồi đấy. Rồi biết ngay mà. Móc lốp nó mà không chết thì xác định thì còn gì nữa. Quay lại nó cho viên M200 lục người ngay. Bạn hơi đen. Nhỏ. Bạn hơi đen. Rồi. Úi giời ơi. Úi giời ơi, nhảy lên cái cầu này có chuột ạ. À. Ôi nhưng mà thề luôn, nhìn cái tâm to đùng này nhìn nó hoa mắt thật sự anh em ạ. À. Đúng kiểu tra tấn mắt luôn ấy.
biết ông nào nghĩ ra cái quả mẹ này, content gọi là thử thách này thì cũng bố lại thầy. Mẹ gì đấy, trước thì cả bảo là bắn không tâm thì mình đã thấy ối dồi ôi rồi, nhưng mà cái quả như này nó còn ối dồi ôi hơn anh em ạ. Thà đéo có tâm nhìn nó còn đỡ đau mắt, cái để kiểu này nhìn hoa mắt thật sự. Mình cứ bị kiểu chú tâm vào cái tâm ấy, tâm nó quá to rồi. 3v3 biết là chơi đéo đi. Ôi ôi chết rồi mẹ, cái thằng này nó mình dớp của nó sao nhỉ, mình cứ gặp nó là chết nhở. Không hiểu, 1v3 thế thì hiệp này lại xong rồi đấy. Người tới cái mùi 22 rồi đấy anh em ạ. Cố lên thanh niên. Úi ôi, chưa ra 3Z đã bắn rồi. Nó cửa nhà hoa mít nhá. Rồi trên cao A có luôn. Rồi đi luôn. Ôi trời ơi, bọn kia nó cũng biết bắn đấy chứ. Bọn kia nó biết bắn đấy chứ anh em. Cái gớm đấy chứ. Được. Rồi 4 hiệp đổi phe không sao hết anh em ơi. 4 hiệp 5 kill mà vẫn cầm bay ạ. À đủ. Có gì đó nó sai sai kìa mình. Có gì đó sai sai. Rồi vứt bom là tạo cũng được, không vấn đề gì hết. Giờ chuỗi trùng thì cũng tạch rồi, không lo lắng là chuỗi trùng gì nữa. Thế mà bắn thôi. Nói chung là vào chuỗi thì cũng gọi là có động lực để mình gọi là thể hiện kỹ năng cũng như là trình độ của mình thôi. Chứ còn cái chuỗi thì nó cũng chả giải quyết cái đéo gì cả. Nên là mình cũng hơi cay tí thôi chứ cũng không phải là cay cú lòng. Rồi bê kìa, ôi trời ơi. Chiếm bê rồi anh em ơi. Chiếm bê về là... cái gì đây? Cái gì các bạn? Mình đang chạy về B mà thấy thằng kia nó bị móc lốp một cái là mình phải quay lại cover ngay anh em. Lợi ích của cái việc hay để ý mini map đấy anh em ạ. Lợi ích của việc để ý mini map. Ôi giời ơi, ăn của bom đi ngay. Cái gì đấy? Sao? Mày bị hấp riêng tao hả? Chơi mẹ mày đi vào đây. Chơi mẹ mày đi, chơi mẹ mày đi. Bắt đầu ngay anh em. Đấy, cho nên là cái mini map mình bỏ rồi, anh em không biết là anh em chơi hay hay anh em chơi giỏi, nhưng cái mini map là cái cực kỳ quan trọng mà anh em phải học, anh em phải nhìn. Cái mini map là một trong những cái phải gọi là đọc vị trí hay là cover đồng đội cực kỳ là tuyệt vời đấy. Nếu mà anh em không nhìn được nhiều thì anh em cũng thi thoảng anh em đá qua cái mini map, ví dụ đồng đội chết kìa. Mỗi lần đồng đội chết nó hiện kill ở góc trái này là anh em lướt lên cái minimap là đẹp luôn. Úi giời, thằng này ngửa bướm rồi. Úi giời ơi, thằng Barret kia làm hai rồi kìa. Cái gì các anh hai? Cái gì căng thằng vậy? Barret vẫn sống nha. 2v3. Có ai không? Có ai không? Giảm B có nha. 2v3 hơi căng nha. Cứ bình tĩnh từ từ thôi, mình cầm Agachan mà không có gì vội cả. Rồi mít có này. Nghe phốt rồi. Thằng yếu rồi đây. Đây mẹ mày đi. Chạy nhanh đấy. Con lợn chạy nhanh đi anh em ạ. Lên đây này. Ô, thằng điếc không sợ súng ạ. Mày điếc không sợ súng hả? B luôn anh, B luôn hoặc A luôn. Ờ thằng kia phải B kìa. Được. Về cover ngay anh em. Chậm chậm mít có thằng nào không đã. Không có rồi. Ngon rồi. Ngon rồi anh em ơi. Về B. Về B hỗ trợ đồng đội. Hỗ trợ đồng đội. Rồi. Hồi sinh rồi. Hồi sinh. Rồi mày xong với tao rồi. Mày đâu? Ôi giời ơi. Bạn ném được cái bom bạn lại vỡ đầu đi. Quá sấy bừa đấy anh em ạ. Sấy bừa thì đéo lại vỡ đầu. Thánh dân đã kẹp phù cờ. Ăn hên đấy anh em ạ. Thì khoảng ăn quả ăn hên này. Kinh phết anh em ạ. Rồi 4-2 rồi. Chốt nào anh em ơi. Hoa có thằng đại gia. 3v5. Ôi đồng đội mình ngửa mẹ hết rồi. 2v4. Bên nó nhiều snip quá nhỉ. Ở đây này. Chơi mẹo đi. Ừ. Chơi mẹo đi. Ăn nó đẩy. Nó đẩy. Vào đây. Quả đó bom là ăn rồi đấy. Nó bên trái này. Chơi mẹo đi. Chơi mẹo đi. Làm sao? 1v3. Chơi mẹo đi. Ui dồi ôi. Mày biết chơi nha. Nhảy thùng mẹ về cửa nhà hoa bắn cầu được. Ghi nhận quả đấy được.
Được phải nó anh em, được phải nó. Và mình đi chậm qua cầu là hơi sai, hơi dở. Hơi dở anh em ạ. Rồi, không sao. Sai lầm thì sẽ cho ta những cái bài học và kinh nghiệm. Không vấn đề gì hết, vẫn cứ ok. Các ta nó đẩy xuống bít đấy anh ạ. Cái đẩy bít luôn, anh ra khá quá nhờ. Hay quá. Khá quá anh ơi. Ai dưới sai, dưới sân. Chơi mẹ đi đâu rồi. Ôi giời ơi, vẫn hồng ngay. Bom đi anh. Bom ma đi. Ui giời, nhóm của bom kìa, chán chưa. Nhóm của bom đúng kìa, ôi giời ơi luôn. Hay quá, hồi sinh à. Ôi, sinh bắt nhau đây. Ôi, để em. Để em. Chốt hạng ngay anh em, chốt hạng ngay. Chứ gì chứ, là liếm nhanh lắm. Cái thử thách này thì nó cũng không khó, chỉ có điều là cái tâm nó to quá, nhìn đau mắt quá anh em ạ, nhìn đau mắt quá. Rồi và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, cùng quay lại cho mình một like và subscribe nếu muốn chuẩn nhận báo clip mới nhất của mình nhá.